tháng ngày trôi nhạt nhòa, đoạn đường vẫn còn ai phân tán, và mắt tôi đang chưa bao giờ dài, từng ngày ta đến giờ sao? Tim tôi lâu nay tan từ về anh đấy, chỉ muốn anh có
love you 3,000. Can you take a chance? Cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Yeah. If this was a movie, I would let you make a wish. Take on all my body like you wanted a gift. I would take the pain cause you were dealing with stress. I could make the rain ricochet right off of my chest. Anh hỏi em thích quà gì để anh mua, thì em sẽ trả lời là em không thích gì cả. Nhưng nếu anh mua quà tặng em, thì em sẽ đem khoe cho cả thế giới. Hành động luôn lãng mạn hơn lời nói. Đối với em, chủ động chính là nuông chiều, còn đòi hỏi chỉ là sự bố thí mà thôi. Ngày hôm nay có sao em buồn tư, anh chưa một lần hỏi. Cậu ơi. Ơi. Cậu làm người yêu của tớ nhé. Không. À đúng. À. Ok, tớ đồng ý. Cậu có chắc chắn không hay là cậu chỉ nói cho vui vậy? Tớ chắc chắn cậu ạ. Hứa hứa. Ok, hứa. Mày ra bỏ tao là mày sẽ là ác quỷ Free Fire. Ok, tao bỏ mày ra là ác quỷ Free Fire. Em ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Ok. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, đúng không anh ơi? Tin nhắn ấy cứ xa vào như mình chẳng nhìn thấy đâu. Anh thương cho mọi tình của hai đứa và kết thúc như vậy sao? Thời gian trôi như gió vội bay qua trời. Nhiều chuyện anh cứ trốn thật sâu chẳng muốn mơ lời. Ngày ngày lo cho tương lai nhưng em cứ ngỡ anh đã có. Sợ mình phải kết thúc rồi hai người hai lối riêng. Tình mình còn đang ấm lên, sao vội buông tay yêu muộn phiền. Đoạn đường anh đi sau đó chẳng có em kề bên. Phải quên dần những thói quen. Và sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em, để rồi họ thay thế em. Mình mong như chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay. Kết thúc chuyện tình yêu mình bấy lâu. Để anh để bạn bè đông vô không kể ra được chân ai cũng phải để chỉ một con phố.
vô anh chị em ơi. Chị cứ báo mà hứa cứ để em. Quá xa vời, con đường anh đi. Giờ đây đã vắng bóng một người mình không thương. Anh bước trên cô đơn, từng giọt nước mắt cứ rơi vang lên. Chiếc đóng, vậy họ em nhớ rất rõ người phía sau với em thì không. Em chẳng mày thứ gì hôm nay, mà thứ em làm thật tốt khi em mới vừa tròn 17. Em lập ra bản kế hoạch, muốn cuộc sống của em ấm no. Mọi thứ thật là hoàn hảo khi không có anh nằm trong đó. Biết điều tôn trọng người lớn đấy là kính lão đắc thọ. Đánh 83 mà nó ra 38 thì đấy là số mày mắc nhỏ. Nhưng mà tôi không sao, tiền thì đã mất rồi không việc gì phải nhăn nhó. Anh là anh, mọi người nói là em không có hợp với anh thì anh không có suy nghĩ gì hết đó. Mà anh trả lời liền, anh nói là anh yêu em chứ người ta đâu có yêu em. Em chỉ cần quan tâm là anh yêu em là đủ rồi, đừng quan tâm đến những người khác. Tí mà được đường cho em làm bánh liền à. Em nít ghê á. Kể người ta đi. À, về tên là tiếng Tây. Nó có nghĩa là mình chơi thân với nhau đi á. À hiểu rồi. Về tên. Hả? Về tên anh. Cảm ơn vì ai đó đã mang đến em tiếng cười, điều mà em...